Ôi trời này, nhìn này không phải, ủa, phát hiện một cái nhân vật cực kỳ bá đạo luôn này, mang tên là Tiểu Nguyệt phái Tiêu gia, Lam Văn cấp 67, Băng Phách Thần Châm là cấp 35 đang làm, một cái điệp luyến phun 6, Ngọc phun 5, phun 6, phun 6, 5, 6, 5, cái này được một món 7, Tiêu ăn 7, 5. Đấy, anh em thấy ăn chơi chưa? Đây mới là nhân vật ăn chơi nhất của năm này. Cái câu gì này? Trời ơi, đừng đùa với anh nhá. Đừng nghĩ anh cùi nhá. Hai trùng mới đi này. Full 6 thôi. Có cả ngọc 5 nhưng mà anh hai trùng đấy. Chúng ta chơi được hai trùng này các bạn. Có thể là dồn qua ác chính. Mình đoán là cái ác chính của bạn này khá là khủng. Tại vì các bạn phải hiểu là chơi được hai cái trùng mini này, cái số lượng nguyên liệu ấy, nó được rất là lớn, và cái giá trị số lượng ấn các thứ đấy bán đi, bạn ấy hoàn toàn có thể lên được full 7. Nhưng mà đây là có thể khả năng là dồn sang ác chính, còn ác này thì là ác phụ thôi. Theo như mình đoán khả năng nó là một cái ác gọi là ác cờ loan, nhưng mà lại có hai trùng nữa của một cái nhân vật cộm cán nào đó. Ngạo thế, chưa kết hôn nên cũng không biết. Đây, nhân tố bí ẩn nha các ông ơi. Này, nhưng mà đến giờ VK vẫn đi VK. Thế tất nhiên nhiều khi nó phải nói về clone thì cũng không đúng. Có khả năng là chính là ác chính đấy. Theo như anh em thì là như nào? Thế này, đúng là người bí ẩn thôi. Đây là nhân tố bí ẩn nhé. Hơi bị đặc biệt đấy, mà ngầu đấy, hôm nay mới nhòm vậy này. Nè chị trà. Quá gọi là bro. Địch đâu rồi, chẳng thấy ai vậy. Địch ở Lạc Dương ấy. Anh em nào leo về PM hỏi. Soi ác chị 13 đi. Đâu chị 13 nào. Bé Tây này, bé Tây này. À, võ đang full 7, đang đi công cũng khá là ngon đấy, đang đi thân này. 96, Long Văn chưa full cũng được. Thằng Giang ơi xem nào. Giang ơi này mặc dù là full 6 thôi nhưng rất máu VK. 91. Này, cái ám khí này cũng ngon đấy. À, nhưng mà chín toàn mỹ 119x rồi. Nên là cũng khoan thua. Anh em xôn xao ác đó cũng được này. Đặc biệt đấy, theo như mình phỏng đoán ấy, có hai trường hợp. Một ấy là ác clon của một ai đó, một nhân vật cộm cán nào đó, cái thiên về cái thiên hướng này. Có thể là nhân vật clon này hôm nay kiểu là cho là cô em hoặc là anh em gì bạn bè thân thiết lóc vào đi PK, cái kiểu là như vậy. Còn cái nhân vật chính đứng phía sau cái ác này là nhân vật khủng này. Tại vì anh em biết là cái vừa rồi ấy, trồng cây được trùng, nhưng mà cái số lượng nguyên liệu đằng sau nó rất lớn, cực kỳ lớn luôn ấy. Ấn này, Long Văn, Chú Văn này, Suyết này, Hồn Băng Châu này, Pet này, ấy, Áo này, rồi là Thiệp Thương Hội này, vân vân. Rất là nhiều như thế nên là chuyện, cái chuyện mà không thể build được ác này lên full 7 là không, hoàn toàn sai. Bán hết ấn đi đã lên được full 7. Thằng nào vừa rồi chơi event khôn ra mà bắt đầu chơi ấy, là chỉ chơi event thôi, xong lấy đồ đồ bán đi vẫn full được 7 là vừa có chung. Đấy, nhiều khi là cái trùng thì giá trị trùng mà không đồng ấy, mình hay nói là trùng không đồng ấy. Nó là vì thế. Nên đôi khi anh em thấy một cái app nào nó bán có trùng mà bán được 2M, 3M thì anh em đừng thấy làm lại. Xôn ra đấy. Ủng hộ like đi anh em ơi, chuẩn bị công bố event nha.
anh em xôn xao ăn đấy. Ok, chuẩn bị công bố event này. Cái event này mình đưa ra thì đúng 20 giờ ngày mai mình sẽ chốt. Khi kết thúc livestream này, các bạn hãy comment xuống bên dưới một bình luận. Theo các bạn ấy, Thiếu Lâm PK ăn được những phái nào? Nhớ đưa ra những cái lý luận thật là hợp lý, sắc đáng và dẫn chứng cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Đôi khi nó mang cái phương hướng hài hước, hoặc là đôi khi các bạn ghi nó tách dòng ra ấy, dấu chấm dấu phẩy này kia nó tách ra để khi người khác đọc vào ấy, cảm giác thì hứng thú gì đó, thì chắc chắn là các bạn sẽ được giải. 20 giờ ngày mai mình sẽ chốt và chọn ra 5 bạn comment bình luận hay nhất, hợp lý, và đôi khi nhiều khi không phải các bạn viết dài đâu, viết ngắn thôi, nhưng mà nó hợp lý, vui vẻ để cho cộng đồng chúng ta có một cái gì đó có để trao đổi. Hãy hết livestream này, hãy bình luận xuống bên dưới một comment ấy, bình luận ở video này, cùng comment trong livestream nhé. Phần thưởng là mỗi người được một cái nhuộm thời trang hồng diệu thạch. Cái này giá trị trên thị trường thì cũng không lớn đâu, nó rơi vào khoảng tầm 30k ATM, thì 5 cái nó rơi vào khoảng 150k ATM nhé. Đấy, mình chỉ nói một lần thôi, anh em nào hy vọng các bạn sẽ giành được phần thưởng trong ngày mai. Nhớ nhá, Thiếu Lâm nhá, nhớ câu hỏi nhá, mình không đọc lại nữa đâu. Gọi là anh em nào nghe được rồi thì cố gắng bình luận cho nó ok. Nếu như ngày mai mà nhiều anh em tham gia có ý tưởng gì hay hay sẽ làm event tiếp.